Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép được đi vào chia sẻ về giá xe, các chương trình ưu đãi khuyến mại của dòng xe Mitsubishi Outlander. Dòng xe thuộc phân khúc crossover gầm cao 7 chỗ của nhà Mitsubishi với hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.0 CVT và phiên bản 2.0 Premium, đúng không ạ? Ở trong cùng phân khúc thì Mitsubishi Outlander đang cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Tucson hay là với chiếc xe Ford Territory, đúng không ạ? Nhưng ở trong cùng phân khúc như vậy thì những mà cái dòng này nó đang là cái dòng xe 7 chỗ, nên là anh em cũng hoàn toàn có thể là lựa chọn cái phân khúc crossover 7 chỗ đa dụng, đúng không ạ? Và cái chính sách giá bán ở thời điểm này cũng rất là bình ổn để cho anh em có thể vẫn quyết đoán vào cọc để lấy xe ngay ở thời điểm này anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang thu mua tất cả những dòng xe cũ, xe lướt mà anh em không có nhu cầu sử dụng để đổi lấy cái dòng xe mới này một cách dễ dàng nhất và thuận tiện nhất anh em nhé. Không để anh em đợi lâu nữa, em sẽ đi vào chia sẻ về giá xe và tổng lăn bánh của dòng xe Mitsubishi Outlander này luôn. Đầu tiên là cái phiên bản Outlander 2.0 CVT. Bản này thì đang có mức giá là 825 triệu. Với cái chính sách ưu đãi về tiền mặt thì bên em đang hỗ trợ giảm tương đối là sâu. Đó. Vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 865 triệu. Trả góp thì đang là 233 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 850 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 830 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói nhé, thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Hiện tại thì cái chính sách giá bán này vẫn còn linh động khi mà anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mitsubishi Outlander 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 950 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt, cũng như là vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 995 triệu, trả góp thì đang là 265 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 976 triệu, trả góp thì đang là 246 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 958 triệu, trả góp thì đang là 228 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander ở cái thời điểm ngày 13 tháng 5 năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại như thế nào, thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ gửi cái bảng tính nhân bánh chi tiết để anh em dễ hình dung hơn anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.